Hello, chào mọi người, chào mừng bạn tới với kênh YouTube Yogi Mom. Mình là Thương, mình sống ở Hội An, mình dạy các khóa học yoga bầu online và các lớp yoga mỗi ngày online. Nếu bạn theo dõi kênh YouTube của mình thường xuyên thì bạn sẽ thấy là cái cách tập của mình rất là đơn giản, bởi vì mình chú ý vào việc duy trì sự luyện tập thường xuyên mỗi ngày hơn là việc đầu tư vào tập thật mạnh trong một cái khoảng thời gian sau đó là nghỉ. Cho nên các bài tập của mình ở trên kênh YouTube này hoàn toàn đơn giản, dễ tập, không có quá phức tạp, không có quá uốn éo lắt léo, để tất cả mọi người đều tập trong cái sự an toàn, không cần phải có cái hướng dẫn chi tiết hoặc là quan sát của huấn luyện viên nha. Và nếu bạn muốn duy trì cái chế độ tập mỗi ngày như vậy thì bài tập hôm nay là một bài tập phù hợp với những ngày mà bạn bận rộn nhưng mà bạn vẫn muốn tập một cái bài đầy đủ và đổ mồ hôi một chút. Nào, cùng trải thảm và tập bài tập yoga hôm nay với Thương nha. Nào, như thường lệ, hãy ngồi lên giữa thảm của mình. Bạn trải ngang theo cái màn hình thì lúc mà bạn di chuyển nó sẽ dễ quan sát hơn nha. Ngồi lên giữa thảm, bài tập ngắn thôi nhưng mà sẽ giúp bạn khởi động, warm up tất cả các cái cơ bắp của mình, kéo giãn vai, lưng, cổ gáy, thoải mái vùng thắt lưng, làm đổ mồ hôi một chút nữa. Nào, nếu bạn có nhiều mồ hôi, hãy mang khăn theo để thấm bớt mồ hôi, tránh cái việc thấm ngược mồ hôi vào trong nha. Ngồi giữa thảm, đặt hai tay thoải mái lên đầu gối và thoải mái cái lồng ngực mở rộng về phía sau. Lắc lắc cái hông để tìm được vị trí mà ngồi dễ chịu nhất. Nào, hít một hơi sâu qua mũi của mình, thẳng lưng nào. Và thở ra. Bạn nhắm mắt lại. Bây giờ hãy chú ý vào hơi thở qua mũi và thở ra qua mũi của mình. Cảm nhận từng nhịp hít sâu và dài. Mình thở ra thật chậm rãi. Nào, nghỉ một chút, thở sâu một chút để hơi thở mình mượt mà hơn, êm và đều hơn. Vài nhịp nữa nào. Hít và thở thật sâu qua mũi của mình. Nhịp cuối cùng, rồi bạn thở hết ra, thì bạn mở mắt ra trở lại. Nào, mình bắt đầu tập khởi động và tập chuỗi bài của ngày hôm nay nha. Dang ngang và vươn hai tay lên trời, hít vào, rướn cao nhìn lên, vặn người về bên phải của mình này, tay đặt lên gối, tay chống về phía sau, xoay người nhìn về phía sau, quay trở lại, hít vào vươn hai tay rướn lên. Xoay người bạn về bên kia của mình. Và lặp lại nào. Hít vào. Thở ra. Thật ra là bạn tập với mình, bạn sẽ thấy là mình hay bị nhầm bên trái với bên phải đó mọi người. Tiếp tục vươn lên, hít vào. Bạn về bên kia, thở ra. Tại vì lúc mình dạy các lớp online thì mình phải làm ngược lại
bên phải của mình là bên trái của các bạn, cho nên mình làm ngược lại với mọi người. Nhịp nữa nào, vươn vai, thở ra. Hít vào, thở ra. Một vòng cuối nào, hít vào, thở ra. Và hít sâu, thở mạnh qua. Sau đó mình quay về giữa, vươn lên, nào nghiêng về bên phải của mình, bên phải trước nhà nào, duỗi tay phải trượt ra. Đừng có duỗi cái vai phải lên nào, buông vai phải xuống. Nghiêng từ từ nào, chậm rãi vào sâu hơn. Vào sâu nhưng giữ cùi chỏ tay trái thẳng nha. Vào sâu hơn. Sau đó mình xoay mặt nhìn xuống lòng bàn tay phải. Mình sẽ úp xòe bàn tay trái và úp bên cạnh tay phải của mình. Giữ vùng hông và cúi nhẹ người xuống. Thấy lưng và vai của mình vặn nhẹ qua hướng bên phải, mình giữ lại đây. Nào, một nhịp hít vào sâu, mình vươn lên, vươn hai tay, rồi lên, đổi bên nào, nghiêng qua trượt tay trái của mình dài, nghiêng nhẹ nhẹ qua, vào sâu hơn, vào sâu hơn. Sâu hơn một chút nữa, duỗi thẳng cái cùi chỏ tay bên phải của mình. Sau đó xoay mặt nhìn xuống bàn tay trái, xoay người qua và úp bàn tay phải bên cạnh tay trái, cúi nhẹ đầu. Và quay trở lại, vươn hai tay lên trời, rướn cao và gỡ hai tay đặt về trên gối của mình. Sau đó mình chống người vào tư thế bốn điểm, xoay hai đầu gối và chống hai bàn tay vuông góc, tách hai gối rộng nào. Mình lắc lư hông vai một vài nhịp, sau đó bám chặt tay và nhìn thẳng về phía trước. Nào, một vài tư thế con bò và con mèo. Úp mu bàn chân dưới sàn, hạ vùng eo, đẩy thẳng cánh tay, ngẩng mặt nhìn lên, hít vào. Cuộn tròn lưng mình lại vào tư thế con mèo gập cằm vào bên trong. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở sâu. Một vòng nữa, hít vào. Và cuộn lại, mình thở ra. Sau đó mình chạm mũi chân, ngồi mông về phía gót chân của mình, chạm hai tay lên đầu gối và mở lồng ngực mình về phía trước. Mình sẽ tập đứng lên cái đầu gối của mình một vài nhịp và vươn hai cánh tay lên trời nha. Bạn xuôi hai tay theo người, thẳng lưng nhìn về trước. Sau đó vươn tay vừa đứng lên gối này, hít vào, ưỡn ngực, đẩy vùng hông về trước, vươn lên, ngồi xuống, thở ra. Quay lại tư thế ngồi thẳng. Nào, tiếp tục, lặp lại liên tục nha. Hít vào.
thở ra. Hít. Thở. Hít. Thở. Tiếp nào, hít vào. Thở ra. Hai, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối cùng, vươn vai, hít vào. Rồi ngồi xuống, thở ra. Trả lại lưng bằng cách bò về trước này, bò tay xa ra cho tới khi cái hông mình nhấc khỏi mặt sàn, mình hạ cùi chỏ xuống sàn, đẩy cái hông về sau và hạ trán của mình xuống sàn. Mình giữ ở đây một vài nhịp. Lúc này trán và chóp mũi của mình chạm xuống sàn. Nhẹ nhàng chống mũi chân, chống hai bàn tay bên cạnh gương mặt. Mình sẽ đẩy người về tư thế chó úp mặt, nhấc lên và duỗi về phía sau. Bàn tay xòe rộng và bám chắc. Mình có thể đứng trên mũi chân, mình có thể đạp hoàn toàn bàn chân, tùy theo cái sự linh hoạt của mình. Cố gắng đẩy cao vùng hông, duỗi thẳng cánh tay, giãn về sau và giữ ở đây một vài nhịp. Từ tư thế chó úp mặt, mình khuỵu nhẹ cả hai cái đầu gối, duỗi lưng vào sâu hơn, đẩy về phía sau. Hít và thở ra nhẹ nhàng. Sau đó bám chặt bàn tay, mình đá chân bên phải lên trời. Bước chân phải ra ngoài bàn tay phải của mình, nào, hạ vùng hông xuống, ngẩng mặt nhìn lên trước. Mình lặp lại như vậy một vài lần ha. Hai bàn tay bám chặt nè. Nâng gối bên trái, rút chân phải đá lên trời, duỗi về sau. Bước chân trái, bước chân phải ra ngoài tay phải của mình, hạ hông nhìn về trước. Tiếp tục, bước về sau, đưa về trước. Hai nhịp nữa nào, bước về phía sau, đưa về trước. Nhịp cuối cùng, bước chân phải cao về sau, bước ra ngoài tay bên phải, hạ gối trái, úp bàn chân trái và mình vươn tay phải lên trời. Nào nhìn lên. Hít vào và thở dài. Một nhịp nữa, mình hít vào sâu. Chống tay bên phải trở lại, nhón mũi chân trái và bước chân phải về sau đá lên trời. Từ vị trí này nha, bám chắc tay, vươn về tư thế tấm ván với chân phải duỗi thẳng về sau. Đẩy ra sau, về phía trước, đẩy ra sau, về phía trước. Nhịp nữa nào, đẩy ra sau, vuông góc, chạm mũi chân, gồng vùng bụng siết nhẹ này và giữ trong tư thế tấm ván. Nào, thẳng bàn tay, thẳng đùi, siết vùng bụng, nhìn chách về trước. 2, 3, 4 và hạ gối, ngực cằm trườn lên, rắn hổ mang, ép vùng đùi, thắt nhẹ vùng ngực, vươn vai trườn lên. Trả trở lại về tư thế chó úp mặt nào. Giãn về sau và khuỵu nhẹ đầu gối, giãn lưng, thở ra. Mình lặp lại y chang cho bên trái của mình. Đá chân trái lên, bước ra ngoài tay trái, hạ gối nhìn về trước. Và mình sẽ lặp lại nha. Rút chân trái, đá về phía sau, bước về trước, nhìn lên. Nào tiếp tục, rút về phía sau,
bước về trước. Nhìn lên. Hai nhịp nữa nào, rút về phía sau. Bước về trước. Và nhịp cuối cùng, rút về phía sau. Và bước về phía trước. Hạ vuông hông, mình vươn tay trái, úp mu bên trên phải và nhìn lên trời. Hít dài, thở ra. Một nhịp nữa nào, hít vào sâu và thở dài. Chống tay trái, rút chân trái trở lại lên trời, đá lên. Nào bám chặt bàn tay, duỗi căng chân trái, vươn về trước này, gồng chặt tấm ván, đẩy về sau, giãn ra. Nhịp nữa nè, gồng chặt tấm ván, đẩy về sau, giãn ra. Hít vào, thở ra. Nhịp nữa nè, hít vào. Lần này hạ mũi chân, gồng chặt bụng, nhìn vào tư thế tấm ván, siết chặt, siết vùng bụng. Cánh tay căng mũi chân vuông, nhìn chắc xuống sàn nào. 2, 3, 4 và 5. Hạ gối ngực nặng, trườn lên rắn hổ mang, ép vùng đùi, mở lồng ngực vươn lên và trả về. Chỗ úp mặt, duỗi về sau, khuỵu nhẹ đầu gối, mình thở ra. Từ từ bước, từng bước nhẹ về phía đầu thảm của mình và cúi rạp xuống sàn. Nhãn lưng song song với mặt đất nào. Hít vào, gập xuống, mình thở ra. Vươn vai và đứng lên. Hít vào và chắp tay về trước ngực, mình thở dài. Lắng nghe nhịp hít vào, thở ra. Không biết ở chỗ bạn thế nào, nhưng mình ở Hội An, ngày đang là mùa hè. Thường thì mình không có bật quạt với bật máy lạnh khi tập đâu, mình chỉ mở cửa sổ thôi. Lúc này là 7 giờ sáng á mọi người, mà rất là nóng. Mồ hôi đã chảy rầm rầm rồi. Nào, về đầu thả, mình bắt đầu một vài chuỗi chào mặt trời nha. Nào, mũi chân khép, gót chân mở, vai xuôi, cánh tay buông nhìn về trước. Nào, vươn dọc hai tay và ngửi nhẹ về người về sau. Hít vào, hai tay chắp rườn cao, ngửi nhẹ về sau. Cúi về trước, rạp xuống, chạm hai tay, thở dài. Lưng giãn song song với mặt đất. Rạp xuống, thở ra. Bước chân bên phải, chống mũi chân. Quạt hai tay dọc lên trời, vươn vai. Hít vào, cúi chéo về trước, 45 độ nhìn chéch xuống sàn. Nào, siết cái vùng bụng của mình vào trong, cánh tay vươn theo mang tay. 2, 3, 4 và 5. Nào, vươn trở lại, vươn lên trời, vươn hẳn nhìn lên. Sau đó chạm tay chồng xuống sàn, rút chân trái đá cao lên trời. Vươn về tư thế tấm ván, khóa chặt vùng bụng, hạ gối ngực cẳng, rắn hổ mang nào, ép vùng đùi vỡ lồng ngực và chỗ úp mặt, duỗi về sau, thở dài ra. Bước hai chân hoặc là nhảy hai chân của mình về đầu thảm trở lại, cúi rạp xuống sàn, giãn lưng song song với mặt đất, rạp xuống, mình thở ra. Nào, vươn vai, đứng lên, hít vào, thẳng lưng, ngửi nhẹ hai tay chắp và thẳng lưng, hạ tay về lồng ngực, thở ra. Buông hai tay lỏng xuống, nhìn về phía trước. Mình vào vòng tiếp theo, hít vào, lên, thở ra. Hít vào, giãn lưng, cúi rạp xuống, thở ra. Chân trái bước về và chống chặt mũi chân trái. Vươn dọc hai tay, lên nào, đứng chắc, vai, đùi, hông, vuông góc, nhìn thẳng về trước. Sau đó mình sẽ cúi chéo,
lưng về vị trí 45 độ, siết cơ bụng vào trong, vươn cánh tay theo mang tay. Mình nhìn xuống sàn. 2 3 4 và 5, nó vươn hẳn lên trời, hít vào, vươn lên, mở ngực nhìn lên, cúi xuống, chạm hai tay chồng xuống sàn, rút chân phải đá lên trời phía sau, vươn về tư thế tấm ván, mũi chân chống vai, vùng bụng siết vuông góc, hạ gối ngực cằm trườn lên, rắn hụt mang, hít vào, vươn vai, trả về, chầu úp mặt, thở ra, dạng về sau. Nào mình bước về hoặc là nhảy về lại đầu thảm của mình, cúi rạp xuống sàn, thở ra, lưng song song với mặt đất, rạp xuống, vươn hai tay, đứng thẳng, vươn người và tay chắp trước ngực, mình thở ra. Nào mình tách hai chân của mình rộng bằng không, hai tay vẫn chắp trước ngực, đan hai tay về sau lưng này, lắc lắc một chút để vai căng. Nào khuỵu nhẹ đầu gối và cúi rạp người về phía trước, chui cái đầu vào giữa hai cái đùi của mình, giữ lại. Nào thở dài, hít dài, cúi xuống, thở ra. Một nhịp nữa nào, hít vào sâu, đánh tay căng và cúi xuống, mình thở ra. Từ từ mình giữ nguyên chân, gỡ hai tay và đặt hai tay vào bên trong hai chân. Mình có thể tách hai chân thêm một chút xíu. Lúc này tay chồng vào bên trong, xòe bàn tay bám xuống khuỷu gối nha. Mình rút chân bên trái của mình nè, bước về sau và chồng mũi chân, nhấc cái hông một chút, vươn tay phải của mình lên trời. Sau khi duỗi căng được lên trời, đùi hông chồng chắc, ép tay phải của mình theo mang tay và nhìn lên. Thở sâu và hít sâu. Một nhịp nữa nào. Mình chống tay bên phải xuống, rút cái chân trái ra ngoài bàn tay bên trái của mình, rút chân phải của mình về phía sau. Chắc được rồi, mình vươn tay trái lên và nhìn lên. Sau đó ép tay trái của mình theo mang tay. Nào 2, thở ra sâu, nhịp cuối cùng. Và chống tay trái xuống sàn, bước chân phải về phía trước. Lần này nhẹ nhàng ngồi xuống và ngồi vào tư thế squat. Hai tay chắp trước ngực, mở lồng ngực, mở vai, nào đung đưa nhẹ nhàng hông, đung đưa nhẹ nhàng lưng. Mình sẽ nhẹ nhàng lại cái bài tập ha. Nhịp chắc, bẫy cái tay bên trái vào gối, ưỡn lồng ngực, vươn tay phải lên trời, nào nhìn lên. Sau đó mình quay trở về lại, hai tay chắp trước ngực và đổi bên, bẫy tay phải vào gối, vươn tay trái lên, nào ngẩng mặt nhìn lên. Và quay trở lại, hai tay chắp trước ngực, hạ mông mình ngồi chạm xuống sàn, hai chân chập vào bên trong, nắm bàn chân và nhịp nhẹ nhàng hay gối lên xuống chậm rãi. Sau đó mình sẽ mở ngang chân bên phải của mình, dang ra, kéo chân trái sát vào hông, nào cúi cúi người về trước, lắc lư, sau đó xoay hẳn về hướng chân bên phải của mình, xoay cái vai qua, vươn tay lên thẳng lưng, gập xuống chân, bắt lấy bàn chân hoặc cổ chân, cúi xuống, cúi xuống nhẹ nhàng. Sau khi được rồi, mình gập hoàn toàn trán xuống cái ống chân nếu được và giữ ở đây.
và vươn trở lại nha. Nào hít vào, hai tay vươn lên, gỡ ra. Mình đổi bên, nào kéo chân bên phải của mình, dang ngang chân trái của mình, lắc nhẹ hông về trước, sau đó xoay hết về chân trái, vươn lên, rồi gập xuống chân nào, cúi xuống, bắt lấy bàn chân, từ từ đổ người xuống chân, rạp xuống từ từ và thở ra. Một hơi thở nữa nào, mình hít sâu cùng nhau, thở ra đạp xuống, nào hít vào vươn lên và thở ra, xoay hai chân mình về hướng đầu thảm, khuỵu đầu gối và nằm ngửa xuống sàn, hai tay úp xuôi theo người, nào đạp chân chắc và mình nhấc hông lên nào, từng nhịp một, một nhịp hạ xuống sàn. Nào mình bắt đầu, lần này mình sẽ vừa nhấc hông, mình vừa vươn vai, vươn tay lên theo luôn nha. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Hai nhịp nữa nào, lên xuống, hít và thở ra, sau đó vắt chân phải ngoéo qua chân trái, dành cái đầu gối về hướng trái và dang ngang tay phải của mình, xoay mặt về hướng bên phải, nằm vặn lưng một chút, mình quay về giữa, đổi bên, vắt chân trái qua, nhấn đầu gối về phải và vặn vai về trái. Nhẹ nhàng quay về giữa, hai chân mình đã căng lên, dụ, buông xuống sàn, hai tay mình chít căng, nâng cái lồng ngực mình nhìn về hướng mũi chân, sau đó buông xuống và lỏng cái cánh tay mình chạm sàn. Nào, siết hông buông xuống, siết vai buông xuống, tách hai chân rộng, nhìn ngửa lên, nhìn ngẩng mặt nhìn lên trời, sau đó nhẹ nhàng khép mắt, nhắm lại nào, lắng nghe hơi thở vào sâu, thở ra sâu. Hãy nằm nghỉ một chút, hít thở một vài nhịp thôi. Nếu bạn có nhiều thời gian hơn, hãy nằm nghỉ lâu hơn một chút. Nếu bạn muốn ngồi dậy, hãy đung đưa nhẹ tay chân, có hai đầu gối nghiêng qua một bên, chống tay và lật người ngồi lên trở lại. Nào, cùng hít vào một hơi sâu và thở ra. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương trong bài tập yoga vừa rồi. Chúc mọi người tập tốt nha.
nhắc lại cái philosophy của mình, cái triết lý tập của mình là tập đều đặn, tập mỗi ngày, tập bài ngắn, bài dài tùy theo cái thể lực từng ngày của mình. Mình không bỏ bữa nào hết trong suốt 15 năm tập yoga vừa qua của mình. Trong 15 năm thì có 10 năm đi dạy yoga và 5 năm tập yoga. Hẹn gặp bạn trong bài tập lần sau. Bye bye mọi người. Nếu bạn muốn biết các cái thông tin về lớp học yoga, về khóa học yoga bầu thì vào cái website của mình hoặc là vào Facebook của mình nha. yogimomvn.com. Bye bye, tạm biệt và hẹn gặp bạn trong bài tập lần sau.